Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nhật Thảo kính đảnh lễ cho Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Và Nhật Thảo kính chào quý vị khán thính giả, quý Phật tử đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng trong chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Huy, thầy là trụ trì Chùa Điều Ngự. Nhật Thảo mời quý vị chúng ta cùng gửi lời chào đến Hòa Thượng. A Di Đà Phật, chúng con xin kính chào thầy ạ. Đà Phật xin chào đạo hữu Nhật Thảo và chúng con xin đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. A Di Đà Phật. Tiếp tục với một bài kinh trong tạp A Hàm, thầy sẽ giảng về kinh số 39 có tựa đề là Chủng Tử. Trước tiên con kính mời thầy giải nghĩa chủng tử nghĩa là gì và thầy tóm lược lại cái bài kinh này ạ. Cái chữ chủng là chủng loại. Chủng loại, tử là cái hạt giống á. Tử đây là giống, thường chúng ta nói tử là con, nhưng mà cái tử đây là hạt giống, tức là cái hạt giống, những cái hạt mầm gọi là hạt giống, gọi là chủng tử, nói về tất cả những cái thứ hạt giống. Như vậy thì cái hạt giống ở đây nó bắt nguồn ra từ, thí dụ như những cái cây, cái cối nó có hạt. Ngài Đức Phật ở đây, Ngài mới dạy cho tất cả chúng ta có năm cái loại hạt giống đó. Một đó là từ rễ mà sanh ra, hạt giống thứ hai là từ thân sanh ra, thứ ba là hạt giống từ đốt sanh ra, thứ tư là cái rụng hạt nó bay, thứ năm là cái hạt giống từ cái quả, năm cái hạt giống như vậy đó. Như vậy thì đối với tất cả chúng sanh đó, thì Ngài mới nói tất cả chúng sanh thì thường có thân hình, có chúng sanh thì không có thân mình, thì có chúng sanh thì có tư tưởng, chúng sanh thì không có tư tưởng. Đó. Rồi không có tưởng, vân vân. Có thân nhưng mà không có tưởng, rồi cái là có tưởng nhưng mà không có thân. Nó cũng nhiều cái loại như vậy, và chung quy. Cái đó là tất cả những cái tình thức, nhưng mà chung quy thì Đức Phật cũng nói những cái chủng tử, tức là chúng sanh, nói chúng sanh sanh ra một là từ thai sanh, hai là từ trứng sanh ra, rồi ba là nó biến hóa nó sanh ra, rồi từ cái nơi ẩm thấp nó sanh ra chúng sanh như vậy. Thì quý vị thấy là nó nhiều lắm, nhiều cái chúng sanh như vậy đó, là chúng sanh chủng tử. Đi vào trong này á, thì Đức Phật ấy mới nói là những cái chủng tử, thì đầu tiên là nói chủng tử thế nào, nói về tất cả những cái phiền não, từ cái chỗ nào nó kết dính mà nó sanh ra tất cả những cái phiền não đó, chỗ nào nó bắt đầu để nó sanh ra. Cái điều đó hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, thì chúng ta phải đi vào ở cái bài này thứ như thế nào, thưa quý vị dạ. Dạ, con rất là cảm ơn thầy. Và giống như là cái thầy vừa giảng cái đoạn đầu của kinh á, thì có năm loại hạt giống, thì từ rễ, từ thân, từ đốt, và từ rụng và từ quả. Vậy con kính mời thầy giảng dạy là có năm loại giống đó mà tại sao lại có hai cái yếu tố là đất và nước, nó lại quan trọng và quyết định cho sự sinh trưởng lớn mạnh của năm loại này à? Con kính mời thầy. Thưa quý vị, trong ở đây Đức Phật nói đầy đủ rồi, gồm có năm cái loại giống. Một là từ thân nó sanh ra, từ đốt nó sanh ra, từ quả nó sanh ra, từ rễ nó sanh ra, và cái hạt bay nó sanh ra. Hạt bay đó, quý vị không biết, thấy như là cái cây mà nó có những cái hạt á, nó bay ra như này. Giống như gần là quý vị biết cái cây bồ công anh á, nó rất là mạnh. Bất cứ nào khi nó nở, nó bung cái hột, nó theo chiều gió nó bay. Trời có mưa, nó đậu ở đâu cũng được, nó bất cứ tụ chỗ nào đó, thì trên mái nhà cũng có, trên ngói cũng có, một chỗ nào nó bám trụ một cái chút đất không, thì nó khi mà nó đủ cái độ ấm nước, nó đất và nước, thì nó liền sanh trưởng để nó duy trì. Đó, cái bộ công anh nó quý vị biết, hoặc giả là quý vị biết như những cái cây mũ, nó trái nó không có lợi ích gì đó, thì nó cũng vậy. Cái cây bộ công anh thì có số người
cũng thấy ăn chắc chát đánh đánh vậy, nói trừ ung thư rồi nói vậy, hoặc giả là như cái lá giang, cây lá giang, dây lá giang rồi khi nó trồng trái lên nó bay lên nó thì khi nó già trái nó bung ra thì nó có cái chùm lông ở trong đó nó bay theo nơi đó thì nó để nó mập, đó là cái trái nó bay. Còn cái mà như quý vị biết là như rễ nó sanh ra rồi, rễ sanh ra như là củ gừng, không củ gừng củ tỏi quý vị tét lên nhỏ nhỏ vậy là trồng đó là nó sanh lên. Rồi kia là cái thì hột, cái thì hột thì quý vị biết rồi, cái hạt bầu, hạt bí, hạt gì đó thì cũng có, hạt cổ hoa, hạt dưa leo. Rồi cái đốt mà nó sanh ra là như mía như vậy, mía nó sanh ra cái đó. Còn cái thứ thì trừ trong thân nó sanh ra thì quý vị không biết thấy ra nó sanh ra cái quả hạt giống nó sanh ra chẳng hạn như rồi quý vị thấy như cái trái sung rồi đó, trái sung rồi đó thì từ trong cái thân nó sanh ra. Rồi hạt bồ đề, quý vị thấy hạt bồ đề, hạt bồ đề là nó trong thân nó sanh ra cái chủng tử cái hạt giống đó thì có thể là mai mốt phơi khô rồi quý vị có thể trồng được, nhưng mà nó không phải là ra bông ra trái mà trừ trong cái thân nó sanh ra như vậy. Thì cho chúng ta biết là năm cái thứ đó thì ở đây Đức Phật Ngài mới nói năm cái loại hạt giống này thì ví cho các cái thọ ấm cùng hiện hữu với thức. Thọ ấm, thọ ấm tức là cái gì, sắc thinh hương vị xúc đó, cộng với cái thức nữa là năm cái thọ ấm đó. Ấm tức là ngăn che tất cả các cái thứ đó. Ấm tức là nó ngăn che, ngăn che cái gì, ngăn che cái sự hiểu biết của mình, tức là trí tuệ của mình, nó cản trở, nó không cho chúng ta diệt trừ tất cả những cái mà vô minh đó, để mà chúng ta chứng được cái quả thánh đó, tức là cái nó ngăn che, nó làm cho ngăn che các cái thọ ấm, là ví hạt giống này ví nhiều cái thọ ấm cùng thực hiện với cái thức cùng nhau. Và Đức Phật đây ngài mới nói vậy, chúng ta biết là sắc không thọ tướng hành nó cộng chung với cái thức hiện hữu, với cái thức nữa thì năm thứ đó nó sanh ra, thì quý vị hiểu đó trước cái đã. Và tại sao là giống như Đức Phật có cho một cái ví dụ là tại những năm cái hạt giống này mà nếu mà có đất mà không có nước thì nó cũng không sanh ra được, hoặc là có nước mà không có, hay có nước có đất đầy đủ đó thì nó sẽ được sanh trưởng lớn mạnh, thì cái này giống như là Đức Phật muốn nói về cái hỷ tham đúng không thầy? Con kính mời thầy ạ. Ở trong một cái phần này á thì thường nó lại tăng trưởng lên nữa, từ cái chỗ đó, từ cái chỗ đó nó mới tăng trưởng lên về cái tức là nó bám víu theo vô trong đó, bám víu cũng như là cái thức nó trụ trong cái thọ tưởng hành, nó bám víu cái thọ tưởng hành, cái hỷ tham được ước nhuận. Thì nó bám trụ cái thức đó, nó thọ bám vào cái thọ, cái tưởng, cái hành, rồi cái hỷ tham nó được ước nhuận cho nên sanh trưởng lớn mạnh. Khi đó nó bám vô cái thức, nó bám vô. Thì cái thức đó bám như thế nào? Cái thức đó là nó phân biệt, nó nhận biết được. Đây, ở đây mình nói chỗ đây nè, chỗ đây phân biệt, nhận biết được. Rồi nó làm tất cả các cái thứ kia, làm cái chỗ mà nó y, chỗ tức là tam sở y, một cái là nhân duyên, một là cái nhân duyên, nó làm cái chỗ để tăng trưởng nuôi nấng cái kia, cái mà cái tưởng ấy. Như vậy thì biết rằng cái tưởng nó bắt đầu, quý vị thấy rằng là ngồi đó cái có cái sắc, cái sắc rồi cái sắc có một cái sắc ở trụ trong cái sắc, sắc tức là cái thân của chúng ta này gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân từ đầu tới chân ấy. Cái sắc này rồi bắt đầu nó ở trong đó rồi xong rồi nó bám víu vô cái tựa cái thọ. Cái thọ tức là nó thọ gồm có lạc thọ, tức là vui. Cái được cái vui. Cái vui là ở đâu vui, tức là mình ước muốn cái đó, nó ước muốn cái gì đó thì nó có được thì nó vui. Còn ước muốn cái gì đó nó không tới, nó tới cái khác đó là buồn, tức là khổ thọ, lạc thọ và cái xả thọ, tức là nó không có vui mà không có buồn, nó không có vui không có buồn, tức là không không bình thường nhé. Tôi ví dụ bây giờ khát nước thì có nước thì uống vậy thôi chứ không trong, ví dụ có người khát nước
mà trong mong rằng có được một cái ly nước mía, nước mía thì có ly nước mía đó thì họ vui, còn không có ly nước mía mà đem tới một cái ly nước muối á, thì họ buồn khổ. Cho nên cái người thí dụ như muốn uống nước thì có nước gì họ uống, nhưng không trong vui hay không trong buồn, không theo đó, nên là xả bỏ. Rồi bắt đầu á, mới bám víu cái thọ được cái tưởng, tưởng hôm ngồi đó tưởng tượng ra, cái tưởng tức là mình tưởng ra thấy một cái ngang qua một cái nhà lầu, một cái xe hơi nào đó tốt đẹp, thì ngồi đó về đó tưởng tượng rằng mình sẽ có một cái nhà lầu xe hơi đẹp, những lời dân khác thì gặp một cái cô ấm cậu yên gì đó thì mới mơ tưởng ước gì cô ta làm vợ mình, cậu đó làm chồng mình, rồi hợp lại trong một cái gia đình đó để rồi có một cái gia đình to lớn. Nó tưởng tượng như vậy á, rồi cái bắt đầu cái tỏ tưởng cái hành á, hành á tức là nhóm lại, rồi nhóm nó khởi lên, bắt đầu nó khởi lên cái chỗ đó, cái tư tưởng nó để ví dụ như là phải nỗ lực làm cái gì đó, đó nỗ lực để bắt đầu khởi đầu cho công việc. Rồi cái hỷ tham á, từ cái chỗ đó cho nên nó vui, cái tham á, nó khởi lên, nó khởi lên cho nên bắt đầu nó như nước nó ướt lần, nó thấm tất cả cái đó, nó chiều nó chạy theo cái đó, cái chiều nó chạy theo những cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái mong ước của mình đó, mình nhóm một trường thành đó thì nó thấm ước đó, cho nên nó hiện hữu. Hiện hữu như vậy thì khi mà nó khởi lên tất cả những cái đó lên á, nếu mà nó sanh trưởng mạnh á, thì nó khỉ tham á, tức là cái tham á, nó làm cho chúng ta khổ. Thì cái tự trong đó, trong cái thức á, nó ở trong cái sắc á, nó bám víu tất cả các cái hỷ tham. Và khi nó nhuần ước, nó ở trong cái hỷ tham, nó ham mới vui đó. Nhưng mà Đức Phật hàng ngày mình biết được nó tham như thế nào, nó khởi lên như thế nào, cái sắc nó như thế nào. Ví dụ bây giờ mình biết tới cái thân mình, mình cho đây là thật, cho đây là của ta, phải chăm sóc cho nó đẹp, cái thân của mình cứ cho nó là đẹp hơn của người khác, thân ta được mạnh khỏe, mà đâu biết mình ký sắc đó là nó cũng sẽ vô thường. Rồi cái thọ cũng vậy, nó cũng vô thường, không có ai mà nói chuyện gì vui suốt đời vui hết. Nó chừng một sát na này nó nối liên một cái sát na khác, tức tức tắc này nó nối với cái sát na khác, cái thọ, cái khổ cũng vậy. Chứ không phải là cái khổ ai khổ luôn hết á. Rồi cái xả cũng vậy, nó cứ nói theo luôn, nhưng mà chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó vậy, nhưng mà nó nối tiếp với nhau. Chúng ai trong suốt cuộc đời này nó gọi được là họ vui luôn, hoặc sẽ là họ khổ luôn đâu, một lúc nào đó. Tưởng rồi cái hành cũng vậy, nhóm lên rồi nó nhóm lên đó để chuẩn bị nó tạo tác một cái gì đó, nhưng mà chưa chắc gì, nó cũng liên tục nó thay đổi vậy. Cho nên nó khổ, mà mình cứ nhóm lên rồi để cho cái tâm hỷ tham nó khởi lên nữa, cho nó bám theo cái thức, cái tự gì ở trong cái thân của chúng ta thì gồm có ngũ ấm, rồi nó cộng cái thức ở trong đó nó mới biết hoạt động được. Chứ còn cái khi mà như một cái con người chết ấy, thay chết thì nó không có cái thức trong đó, nó đi ra ở ngoài cái thân rồi, mặc dù cái sách thì có đó, nhưng mà con người chết thì nó cái thức nó không có còn ở trong thân. Còn khi mà chúng ta sống thì có cái thức nó cộng đó để nó bám víu theo cái thọ tưởng hành thức đó. Mà nếu chúng ta chạy theo đó, cái tham đó nữa, thì chúng ta cái gì phải trôi lăn. Cho nên Đức Phật dạy đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta thì cần phải thoái được cái chỗ đó, chứ đừng có để cho cái tham nó trưởng thành. Mình nhận chân được cái đó, đừng để cái tham nó trưởng thành. Mà nó trưởng thành là nó gây cho chúng ta khổ sở, nghĩa là quay lăn trong sáu nẻo, thưa quý vị. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Và mình sẽ trở lại sau với cái cách mà làm sao đoạn hỷ cái tham, tại vì con thấy có cái đoạn kế á, mà cái này cũng hơi khó hiểu. Con kính nhờ thầy giảng á, là khi mà Đức Phật nói là nếu lìa sắc thọ tưởng hành thức, mà nếu mà thức có đến, có đi, có hiện, có mất, có sanh, thì chỉ có trên ngôn thuyết, chứ nếu mà hỏi đến thì sẽ không biết, còn làm cho si mê vì không phải là cảnh giới. Con kính nhờ thầy giảng dạy rõ hơn. Bây giờ ở đây Đức Phật Ngài muốn cho tất cả các cái người đệ tử của Ngài phải lìa sắc tưởng thức, bởi vì tất cả các cái thứ đó nó có đến, có đi, có sanh, có mất.
Thì rõ ràng cái thân của chúng ta cũng phải có đến có đi, khi nhỏ thì chúng ta được cha mẹ sanh ra, không? Cái thân hình hài này, nhưng mà một ngày nào đó rồi chúng ta lớn lên thì chúng ta già, rồi một ngày nào đó thì chúng ta cũng mất, trả về cho tứ đại. Tứ đại trả về cho tứ đại vậy thôi, đất nước gió lửa cũng trả về cho tứ đại vậy thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ có ngôn thuyết không á, thì hỏi đến thì không biết, nếu mà chúng ta chỉ nói không. Một người nào đó chỉ nói không mà không có nhận chân được á, tức là không có nhận chân được thì nó làm cho nó si mê. Tức là chúng ta nói bây giờ có sắc, có thọ, có tưởng, có hành thức đó. Ở trong con người thì đương nhiên có sắc, thọ, tưởng, hành thức đó. Mình nói vậy thôi, nhưng mà mình phải hiểu biết được chứ, chúng ta không phải nói diễn tả như vậy. Không, bây giờ cái thức đó nó vẫn đầu nó giữ ở trong cái sắc thân này. Rồi nó tiếp diễn tới là cái thọ. Cái thọ tức là như chúng tôi trình bày đó, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái thọ nó đến từ đâu. Cái nào là cái lạc thọ, cái nào là cái khổ thọ, cái nào là cái xả thọ, rồi cái tưởng. Chúng ta ngồi đó chúng ta tưởng để nó đó không, mình nói thì nói nhưng mà mình không dứt được cái tư tưởng để cho nó trôi, nó chạy theo ở cái mơ ước của mình, cái sự tưởng tượng của mình. Rồi mình nhen nhúm để mà chuẩn bị cho một cái nghiệp. Nhen nhúm để một cái nghiệp. Và nếu mà cái tác ý mà nó nghiệp tu hành, nghiệp thiện thì không nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta lại chạy theo một cái ác nghiệp đó, cái tham nó khởi lên á. Tức là cái hỷ tham á, cái hỷ tham đó, nó khởi lên á. Hỷ tham nó khởi lên thì chúng ta gieo trồng cái hạt giống cổ. Hạt giống đó, mà bởi vì sao? Một cái suy nghĩ của tất cả chúng ta, tức là cái tướng chúng ta bắt đầu để gieo mầm cho một cái nghiệp xấu hay tốt rồi đó. Chứ không phải là không có, đó là cái quả gieo cái nghiệp thì chắc chắn là chúng ta nhận cái quả ở đây ấy. Vì chúng ta phải hiểu biết một cách rõ ràng, thấu suốt, chứ chúng ta không có nói trên chỉ từ, chỉ có trên ngôn thuyết thôi ấy, thì càng làm cho mình si mê chứ. Chỉ nói không mà cái người không có thực hành, không có quan sát ấy. Không có quan sát thì nó làm cho chúng ta si mê luôn, cho nên nó vì không phải là cảnh giới, không phải là cảnh giới. Mà cái cảnh giới ở đây là cái gì? Là cái chỗ chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan sát đến cái chỗ đó, chứ không phải là chỉ nói không, mình nghe không ở trên miệng không mà thôi, mà phải quan sát, ngồi đó quán chiếu bằng cái trí tuệ chúng ta quán chiếu cái điều này, hiểu biết cái điều này, chứ còn không có thể nói không. Đó tức là nói không chưa phải đi đến cái cảnh giới đó, mà ngồi phải quán chiếu, phải thấy được cái trong này nè, thấy bên trong, chúng ta thấy bên ngoài. Thì thấy sắc thân là thấy bên ngoài, nhưng mà chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy bên trong cái tưởng bây giờ nó đi đâu, cái thọ nó đi tới đâu rồi, đương ngồi đây tê chân, hay là anh mới uống nước gì vô nó mát ở trong bụng hay sao, thí dụ như đó, là mình biết được, quán chiếu biết được vậy đó. Rồi, thì muốn làm cái gì bây giờ, tư tưởng nó muốn nhóm muốn kéo tới một cái nghiệp gì đây. Đó, mình biết được cái đó để mình biết nó rằng là chuẩn bị để tạo tác cái nghiệp lành hay cái nghiệp dữ. Để chúng ta thay đổi, chúng ta trừ, hoán chuyển nó đi thay vì cái nghiệp dữ. Thí dụ bây giờ thấy người ta có một số tiền mới trúng số đó, cái rồi suy nghĩ, tư tưởng để làm cách nào để mà đoạt được đó, là cái hành đó, mới khổ sở như đây. Nó hướng dẫn theo cái thức đi. Thì cho nên nó gặp nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải bỏ bớt nữa đi, thưa quý vị. Wow, rất là hay. Con rất là cảm ơn thầy ạ. Thì cái đó là chỉ là lý thuyết thôi. Thì bây giờ tới cách mà làm sao để mình đoạn trừ cái hỷ tham. Thì giống như Đức Phật nói là đối với sắc giới mà lìa tham, mà khi đã lìa tham rồi thì sự trói buộc bởi ý sanh và sự ngưng trệ nơi sắc bị đoạn trừ. Khi mà sự trói buộc bởi ý sanh và sự ngưng trệ nơi thức bị đoạn trừ rồi, thì sự vinh bám bị cắt đứt. Và khi bị cắt đứt rồi thì thức cũng không còn chỗ để trụ, để sanh trưởng và lớn mạnh trở lại. Vậy con kính nhờ thầy giảng rõ hơn ạ. Trong cái đoạn này thì Đức Phật cái ngày muốn dành cho tất cả chúng ta, bắt đầu nói về tới cái ý thêm nữa, cái ý tức là bởi ý sanh đài, thêm một cái nữa tức là trong cái sách của tất cả con người thì nó gồm có tám thức thì gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, rồi cái ý tức là nó phân biệt,
ý đây nó là phân biệt, nó nhận chân, nó biết, đó là cái thức thứ sáu. Còn cái thức thứ bảy là mạt na thức, là thức thứ tám là a la gia thức. Như vậy khi mà ý thức nó sanh ra rồi nó phân biệt, nó biện biệt được, nó bám víu, mà nếu mà chúng ta không có cắt bỏ, không có đoạn trừ, nó bám víu cái ý đó, tức là mình nói là cái tâm ý đó nó bám víu. Khi mà nó y cứ trong cái đó rồi, ở trong cái tam sở y, tức là cái nhân duyên. Nhân duyên, thí dụ bây giờ cái nhân là con mắt nhìn thấy, thấy cái trái cây, thí dụ mình thấy một trái xoài, cái ổi gì đó, rồi nó khởi lên cái ý là mình muốn nó thuộc sở hữu của mình, nó bám theo đó. Nhân duyên là thấy, rồi nó tạo ra cái nhân duyên nữa, rằng là cái người mà giữ cái cây táo đó bỏ đi không có ai hết rồi lấy, rồi nó làm một cái tăng thượng duyên. Thì cái đó mình nói một cái tăng thượng duyên là ví dụ là lẽ ra nó cao, có cái đó người nó cao không lấy được, nhưng mà đâu đó nó có một cái thang ở gần bên đó thì mình nó tăng thượng duyên mình để mình lấy nữa. Như vậy thì nó tới một cái đoạn nữa là đánh vô gián duyên, tức là nó không có gián đoạn, nó không gián đoạn là tiếp tục những cái công việc nó chạy chạy chạy, nó không có gián đoạn. Thì ở đây Đức Phật nó lý vui sắc, nếu mà con người nào đã lìa tha cái sắc đi, lìa cái tham rồi thì sự trói buộc của ý nó bị ngưng trệ và cái sắc bị đoạn trừ, tức là lìa cái tham đó, thấy nó được, nó khởi lên cái tham á, chúng ta phải dứt trừ cái tham đi. Thì ví dụ như mình thấy một cô gái đẹp không, cái rồi khởi lên cái ý là ham muốn nó thuộc sở hữu của mình, hay là một chàng trai đẹp rồi đó, thấy thuộc sở hữu của mình. Như vậy nhưng mà sau đó thì cái nó là bây giờ mình hiểu rằng rồi, một ngày nào đó cái thân kia biết ở đâu bị tai nạn, bị xe cộ, hay là biết trong đó nó biết bao nhiêu bệnh, đâu không biết là bệnh gan, bệnh phèo, bệnh phổi, bệnh ung thư gì trong đó, thì thôi chứ mình chán, đừng có tham nữa, đừng có tham sắc nữa, dứt trừ đi, không có tham nữa. Bởi vì mình biết là cái sắc đó là vô thường, như Đức Phật dạy, ví dụ một ngày nào đó bệnh tật nó trổ ra thì thôi chứ mình tham chi, cho nên không có tham. Thì từ đó cái sắc, cái tham nó đoạn trừ, nó không có tham đắm cái sắc nữa. Thì tất cả các cái thứ nó cũng vậy, nó đi theo vậy, nó đi theo như vậy, cho nên nó ngưng khi mà nó không có tăng trưởng nữa, vì nó không có khởi đầu lên, nó tác hành lên, nó mong muốn lên. Thì khi mà nó không có tác hành thì nó ở trụ vững, nó tri túc biết đủ. Nó ở đó, khi mà biết đủ rồi á, thì quý vị thấy rằng là xác nhận được tu tập tới đó, như Đức Phật đó, nếu mà tu tập tới đó rồi á, thì giác ngộ được, hiểu rằng ta mình là chính bản thân của mình, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không có thọ thân sâu nữa. Thì nếu một người nào đó dứt, chấm dứt cái bằng đó, bằng cái sự tham á, tham chấm dứt, thì bây giờ rồi trong đó thì nói rất là nhiều, tham vừa sân vừa si, rồi ngã mạn, nghi ngờ vân vân, trong ngũ triền cái đó. Nhưng mà khi á, nó nhiều, phân tích nó nhiều, nhưng mà bộ cái tham á, mà nó chấm dứt hết, thì tất cả các cái thứ nó đều chấm dứt theo, thưa quý vị đó, như Đức Phật ngài dạy cho tất cả chúng ta. Thì đó là cái điều hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta. Khi chúng ta chấm dứt cái tham sắc thì nó vững trụ được, không có khởi điểm nó đẩy chúng ta làm tất cả những cái động tác khác. Wow, con rất là cảm ơn thầy đã giảng dạy chúng con qua bài kinh Chủng Tử, thì chúng con có học hiểu rõ hơn về cái nhân và duyên sanh ra cái hỷ tham, và từ đó là cách nào để đoạn trừ những cái hỷ tham này khi nó mới nhen nhúm. Thì nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc hay muốn đóng góp về cho chương trình, xin gọi về chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp theo hai số phone đang hiển thị trên màn ảnh. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc và hạnh phúc. Xin kính chào.